Và sau đây, tiết mục kịch của lớp 11 M5 xin phép được bắt đầu. 3, 2, 1. Đã bao giờ bạn tự hỏi thế nào mới là cống hiến? Tôi thì chẳng bao giờ lý giải về khái niệm sâu xa này. Bởi tôi biết, cống hiến là hành động, và hành động ấy phải phát khởi từ con tim. Câu chuyện mà chúng tôi sắp kể có lẽ phần nào sẽ cho các bạn hiểu hơn về nội hàm khái niệm này. Bà ơi, sao bài tập hôm nay cô giao khó quá, cháu chẳng hiểu gì cả. Đồ, đưa bà xem nào. Sao hôm nay lại có bài tập làm khó cháu bà thế này? Thì cô Trang yêu cầu bọn cháu phải trình bày về sự cống hiến ở trước lớp. Mà nói thật với bà, cháu vừa không tự tin, vừa chẳng biết nói thế nào cho thật ấn tượng bà ạ. Cống hiến? Thế cháu đã hiểu thế nào là cống hiến chưa? Là hy sinh phải không bà? Kiểu ngày xưa ông bà tham gia kháng chiến ấy ạ? Ừ, cũng đúng. Thời ông bà, mọi người hồ hởi tự nguyện tham gia cách mạng. Lúc đó, mọi người hiểu như vậy là cống hiến cho đất nước. Mở đường vừa rồi không ạ? À? Đúng không bà? Thời ông bà đấy, tự hào lắm. Một thời tuổi trẻ với biết bao kỷ niệm. Bà khó nhọc là thế. Nghĩ lại, vẫn thấy bồi hồi. Cháu nghe bố mẹ kể nhiều rồi. Ra là ngày xưa ông bà đã cống hiến như vậy. Lúc đó thì có nghĩ gì đến hai từ cống hiến hả cháu? Thấy tổ quốc kêu gọi tự nguyện thì ông bà lên đường thôi. Nào đâu có nghĩ sâu xa gì. Đây là cống hiến. Vậy còn cháu của bà, cháu đâu có ý tưởng gì cho bài tập chưa? Cháu nghĩ nếu cháu nói thêm về bài thời của chúng cháu vào trong bài thuyết trình thì sao bà nhỉ? Nghe cũng hay đấy. Thế cháu định nói gì? Cháu định... Tôi lớn lên khi đất nước không còn chia Bắc Nam. Chẳng biết chiến tranh là gì, chỉ được nghe trong những câu chuyện của cha. Tháng tháng không còn lo phiếu tem, không biết bó bó là gì, chỉ còn lại trong những ký ức của mẹ. Chúng tôi may mắn hơn ông bà mình, sinh ra trong thời bình, không phải nghe tiếng bom rơi, lửa đạn, cũng không phải lo sống cực nhọc. Thế hệ chúng tôi, những người trẻ sống yên bình bên tổ quốc và người thân yêu, được cắp sách đến trường nghe thấy cô giáo giảng bài, được tự do vui chơi và được khuyến khích làm những điều mình thích. Từ hiện tại, chúng tôi gửi lời biết ơn đến những lớp người của quá khứ. Có biết bao nhiêu người con gái, con trai, trong 4.000 lớp người giống ta lứa tuổi. Họ đã sống và chết, giản dị và bình tâm. Có thể không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng họ đã làm ra đất nước. Kế thừa nguồn mạch ấy, thế hệ chúng tôi, thế hệ những người trẻ của kỷ nguyên mới, nghĩ rằng mỗi người cần tự ý thức với trách nhiệm của bản thân, với gia đình và cộng đồng. Sống hết mình, sống cho nhiệt huyết, đam mê, khát vọng, sống cho trọn đời thanh xuân, như vậy là cống hiến. Đoàn quân Việt Nam đi. Bài thuyết trình trên lớp của chúng tôi về sự cống hiến xin được kết thúc tại đây. Là một người trẻ của đất nước, còn bạn đang nghĩ về điều gì?